Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn với các bạn cái sự kiện First KuCoin Future Global. Đây là một cái dự án sẽ trao đổi future ở trên sàn KuCoin, và chúng ta sẽ bây giờ là cái vòng đang gọi là vòng lập đội mọi người nhé, lập tem. Thì cái dự án này sẽ từ ngày 14 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7, thì còn 1 2 day nữa để cho chúng ta lập đội, lập nhóm mọi người nhé. Dự án này ấy, thì chúng ta sẽ đọc qua một ít thông tin về cái dự án này nhé. Tổng giải thưởng lên đến 1 triệu USDT. Đấy, thì các bạn thấy ở đây thời gian và các thứ ở đây hết nha. Mọi người có thể đọc. Event đầu tiên là bonus 100 USDT cho mỗi bạn. Đấy. Chia sẻ cho 1.000 người. Event thứ hai là sẽ là complete top spot, và chúng ta có thể chia sẻ lên đến top 1 sẽ lên đến khoảng 20.000 đô la. Top từ top 2 đến top 10 thì sẽ chia sẻ đấy 10.000, 6.000 và 3.000 trên mỗi tem. Từ 1 đến 50 thì sẽ chia sẻ 500 trên mỗi tem, và 50, 100 đến 200. Đấy, nó sẽ khác nhau nhé. Đấy, 100 lucky tem nữa. Đấy, sẽ nhận được là 20 USDT. Đấy, quality là khoảng 100 bạn nhé. Đấy, nói chung là cái này thì nó cũng y như cái vòng hôm trước Bybit đã làm. Đấy, thì chúng ta sẽ tham gia tiếp tục những cái kèo ở đây là kèo ở trên sàn KuCoin. Ok, những cái thông tin cơ bản thì mọi người có thể vào đây để đọc thêm sự kiện này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn cái phần lập đội trước nhé. Thì còn cái phần trade thì mình sẽ lên cái video nữa trong vòng 2 3 day sau khi mà kết thúc cái vòng lập đội. Thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về cái phần chúng ta trade ở trên future. Bây giờ thì chúng ta tham gia vào vòng lập đội trước để chúng ta chiến nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một cái tài khoản ở trên sàn KuCoin. Bạn nào mà chưa có tài khoản ở sàn KuCoin thì mọi người đăng ký vào đây cho mình nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta đăng ký email, mật khẩu. Đấy, rep code thì mình đã để link bên dưới rồi, cho nên mọi người yên tâm là nó đã có rep code sẵn. Mọi người ấn vào sign up, sau đấy chúng ta login nhé, xác minh email, sau đấy mọi người login cho mình. Vượt qua captcha này. Ở đây thì mọi người thấy là nó sẽ có cái phần đây UID. Đấy, thì mọi người để ý cho mình cái này nhé, chỗ này nhé. Này, mọi người có thể cài tên của mình ở đây cũng được nhé. Các bạn có thể chia sẻ tên của mình cũng như là UID, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa nhé. Các bạn có thể chỉnh sửa. Ví dụ ở bên này thì mình sẽ để là account. Đây, ở đây là cái tên Telegram của mình. Đấy, vì thế cho nên các bạn nên để tên Telegram để tiện vậy, như kiểu là tiện liên hệ đấy. Ok, còn ở đây là cái ấy của mình này. Đấy, bạn nào mà chưa có thì các bạn ấn vào đăng ký, có rồi thì chúng ta ấn vào đăng nhập nhé. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ ấn vào đăng nhập thì nó vẫn là cái tài khoản KuCoin của mình thôi. Để chúng ta đăng nhập vào thôi. Đấy, coi như là chúng ta đã đăng nhập này. Đấy, coi như là chúng ta đã đăng nhập cái tài khoản của mình này. Ở đây thì home này, competition, thì chúng ta sẽ đọc qua một ít thông tin. Ở đây là những cái vòng họ đã lập đội này. Đấy, họ đã lập đội nhé các bạn nhé. Đây là họ đã lập đội. Đấy, các bạn thấy là cái đội nhóm thứ nhất này đang có member là 23.816.000. 23.816 thành viên. Nhóm thứ hai là 2.000, 6.000 này. Đấy. Còn khá là nhiều luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhóm thứ hai. Đấy, ở đây thì có nhóm rồi, cho nên mọi người sẽ ấn vào đây để chúng ta tham gia nhé. Đây. Đây là chúng ta sẽ tham gia vào nhóm này.
Đấy, mình sẽ để một cái link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia. Đấy, thì chúng ta ấn vào đây và ấn vào Yes. Đấy, thì chúng ta sẽ tham gia vào cái nhóm này nhé các bạn nhé. Mình sẽ để link nhóm cũng như là UID của nhóm bên dưới. Mọi người có thể dán cái ID vào đây và chúng ta sẽ tìm nhé. Đây, chúng ta vào đây để chúng ta tìm nhóm. Đấy, chúng ta ấn vào Sys. Đấy, có nhóm và chúng ta ấn vào đăng ký thôi nhé. Đây, chúng ta có thể chia sẻ event của mình đến bạn bè đây nhé, link đây. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ lên Twitter, Telegram, Reddit các thứ ở đây, hoặc là chúng ta có thể tải xuống nhé. Ok, giải thưởng thì ở đây. Đấy, dành cho top đây. Đấy, mọi người như thế là đã xong đó mọi người ạ. Mình hướng dẫn qua qua cho các bạn cái sự kiện này. Đấy. Sự kiện này ấy, thì sẽ có 1 triệu USDT. Đấy. Cho nên là mọi người cố gắng tham gia cái sự kiện này nhé. Đấy, link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia sự kiện này. Đấy, khi nào mà cái sự kiện này kết thúc cái vòng lập đội và bắt đầu vào cái vòng trade thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn và làm một cái video nữa để hướng dẫn với các bạn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.